Hôm qua tôi với chị đều hoảng loạn quá, không có nhớ rõ mặt mũi của nó. Cái tụi mà bắt cóc anh Lâm á, chắc là công an đang truy nã bắt tụi nó đó. Tôi cũng mong á là sớm tìm ra hung thủ để giải oan cho anh Lâm. Mà anh Lâm là người thân ra sao với chị? Là anh trai của chị luôn hả? Tôi thấy chị đi với cô Thảo kia. Không phải, ảnh là sếp của tôi, ảnh giúp tôi nhiều trong công việc lắm, cho nên là tôi muốn giúp lại ảnh thôi à. Ừ, mang ơn người thì phải báo. Mà Hà không còn người thân nào hết hả? Ủa, mà chị bao nhiêu tuổi rồi? Chắc là tôi nhỏ hơn chị đúng Tôi sinh năm 96. không? Vậy là đúng rồi. Ừ, vậy chị lớn hơn tôi. Tôi sinh năm 99. Mà trùng hợp nha, tôi cũng có một người chị gái tên là Vân Anh, cũng sinh năm 96. Nhưng mà tụi tôi thất lạc mười mấy năm rồi. Nếu mà Hà không ngại á, thì kể từ bây giờ mình là bạn với nhau nha. Hoàn cảnh của tôi với chị khác nhau như vậy, người nên ngại phải là tôi mới đúng chứ. Nếu làm bạn với tôi, chị không sợ người ta đánh giá chị hả? Có gì mà sợ chứ. Tôi lớn hơn Hà, vậy Hà kêu tôi bằng chị nha. Còn tôi á, tôi sẽ kêu Hà bằng em. Hà là người tốt mà. Từ nay về sau đừng có ngại gì hết, phải có chị có em, giúp đỡ lẫn nhau, vậy mới tốt chứ. Nha em Hà. Chị. Có phải nơi đây trong ta nay đang phủ kín muôn sắc hoa, thoáng chốc quên đi đau thương nghe theo giọng nói.